Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục kinh tế cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức tổng hợp về kinh tế của tỉnh. Tiếp theo sẽ là phóng sự Duy trì ổn định cho nhu cầu vốn trong năm 2015. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, do tăng trưởng của nền kinh tế mạnh lên vào những tháng cuối năm cùng với sự ổn định của giá cả thị trường, nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thương mại năm 2014 ước đạt trên 5.757 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013. Những khu vực kinh tế tăng trưởng mạnh là kinh tế nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng, chiếm 19%, khu vực kinh tế tập thể tăng trên 38 tỷ đồng, khu vực kinh tế cá thể có mức tăng cao nhất đạt trên 3.591 tỷ đồng, chiếm 62% trong tổng mức bán lẻ và dịch vụ khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 1.027 tỷ đồng, chiếm 17% tổng mức. Khu vực dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài đạt 938 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng mức dịch vụ bán lẻ hàng hóa của năm 2014. Do chất lượng thơm, ngon, cam sành bắc quang được thương lái từ các nơi đổ về thu mua, nhiều thương lái đã thu mua cả vườn cam có sản lượng từ vài chục đến vài trăm tấn quả. Vì vậy, giá cam tại Bắc Quang ngay từ đầu vụ đã tăng lên từng ngày. Theo ghi nhận, ngày 17 tháng 1 giá cam bán tại gốc là hơn 12.000 đồng 1 kg. Đến ngày 23 tháng 1, giá đã tăng lên từ 13 đến 15.500.000 đồng 1 kg. Theo dự báo, đến gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ cam sẽ tăng cao, giá cam sành sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đây thực sự là tín hiệu vui đối với người trồng cam. Trước việc xăng dầu giảm giá liên tục trong thời gian qua, theo tổng hợp của Sở Tài chính, đến nay đã có 13 trên 14 công ty hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tỉnh thực hiện giảm giá cước vận tải, mức giảm từ 3,2% đến 13% cho các tuyến và loại xe khác nhau. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc giá cước đăng ký tránh công bố giá cước mang tính chất đối phó, đòi hỏi sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Quý vị và các bạn thân mến, những giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa của ngân hàng nhà nước đã mang lại hiệu quả tích cực cho thị trường tiền tệ năm 2014. Theo đó, sự mất ổn định về lãi suất, tỷ giá và thiếu nguồn vốn đã không xảy ra thị trường vốn ổn định tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Với sự điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước tỉnh, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2014 đạt trên 10.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 5.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ tiếp tục diễn biến theo xu hướng tích cực hơn. Các biện pháp điều hành lãi suất tỷ giá tín dụng trong năm 2014 đều đã thể hiện tính chủ động hướng tới các mục tiêu đã định và điều chỉnh linh hoạt sát với các diễn biến kinh tế vĩ mô, diễn biến lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Vì vậy thị trường tiền tệ đã ổn định hơn. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực để thu hút khách hàng tăng trưởng dư nợ. Tập trung vào cái đối tượng là chủ yếu là cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay sinh là... Đó là hai đối tượng chính và mở rộng các đối tượng, các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng cho vay tiêu dùng là cán bộ nhân viên. Thì hiện nay cái, cái này là những cái mà chúng tôi đang tập trung để thu hút khách hàng. Còn tất cả các thủ tục hồ sơ thì nói chung là cũng phải chúng đơn giản hóa tối đa để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Để đạt được mục tiêu ổn định nền tài chính không có xáo trộn, Ngân hàng nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát chặt chẽ, can thiệp một cách kịp thời và thắt chặt kỷ cương thị trường, hạn chế đầu cơ, gây nên những biến động giả tạo về tỷ giá. Ngoài ra, để ổn định tỷ giá, ngân hàng nhà nước cũng tập trung ổn định thị trường vốn đối với các ngân hàng thương mại để đảm bảo nguồn vốn cho các thành phần kinh tế vay phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2015. Chúng tôi sẽ tiếp tục, vẫn tiếp tục là thực hiện cái tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, tức là giờ mình sẽ xử lý một số các cái mảng mà trước kia mình cảm thấy rằng là đáng lẽ người ta vay vốn trung hạn, dài hạn thì người ta mới tổ chức sản xuất tốt. Nhưng bây giờ nhưng mà vì chúng ta khó khăn về nguồn, chúng ta lại giải quyết cái vốn ngắn hạn thì có thể chuyển đổi cho họ sang cái thức là vay cái vốn cái trung dài hạn để họ có điều kiện dài hơi hơn để họ tổ chức sản xuất này, nó phù hợp với lại cái chu kỳ của cây con đó. Với các giải pháp nêu trên cùng với các biện pháp đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ đẩy nhanh giải ngân các công trình dự án trọng điểm. Sự điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước tỉnh chính là thành công của năm tài khóa 2014. Đây chính là lợi thế để khơi thông nguồn vốn, tạo đà cho sự phát triển kinh tế trong năm 2015. tại đây chuyên mục kinh tế cuối tuần xin được khép lại kính chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục xin kính chào và hẹn gặp lại